Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Này chúng ta đứng ở chỗ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở cái chỗ vị trí này xoay như thế nào, như này mới đúng này. Đó. Thì cái chỗ vị trí này gần có quán cà phê Wi-Fi Thanh Hiển này. Đường này là đường Vĩnh Lộc này. Còn cái đường này là đường Hùng Vương nha quý vị. Cái đường Hùng Vương này là đường đôi, có cái con lươn ở giữa luôn. Đó. Cái đường Hùng Vương này thì giao với đường Nguyễn Tất Thành. Đấy, giao với cái đường, đây là đi qua cái đường Hùng Vương này, đi qua đi qua cái đường ống khí ở Lam Cô Sơn ở chỗ này, sau đó là đến chỗ này là Ủy ban nhân dân thị trấn Long Hải, chỗ này đường Nguyễn Tất Thành. Thế thì quý vị mà tìm Google Maps thì Ủy ban nhân dân thị trấn Long Hải là chỗ này. Nó giao giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường Hùng Vương này. Quý vị kéo dài lên núi nhá, nên về phía núi này. Đấy, về phía núi này thì cái chỗ này nó có cái đường cong này, thì mình đang ở tâm cái đường cong như thế này. Đường Vĩnh Lộc này. Đó. Thì cái vị trí của lô đất thì ở đây. Đó, vị trí lô đất đây. Thông tin cái sổ lô đất bán là như thế này nha quý vị. Ngược. Cái này là 146,7 m2. Sử dụng riêng, đất rừng sản xuất. Cái này không biết chuyển đổi chưa. Ở đây thì không có rừng sản xuất nữa rồi. Đấy, đường quy hoạch số 3 nha quý vị. Đường quy hoạch số 3. Cái bề ngang là 5 m, chiều dài là 29,49 m. Thì 5 nhân với lại đây 5 m đây này quý vị. Đó, 5 m nhân với 25 m, chiều ngang sâu là 29,4 mấy, là thành được khoảng 140 mấy mét như bên này này. 146,7 m nha quý vị. Để xem hỏi chủ xem là đất này đã chuyển đổi mục đích chưa. Cái lô đất này sau khi chỉnh lý lại nó như thế này nha quý vị, không còn cái diện tích như vừa nãy tôi quay nữa. Cái bề ngang nó còn được là 4,47 m ở phía đằng trước, 4,87 m ở phía đằng trước. Đúng rồi, 4,87 m. Diện tích còn lại là 121 m2 nha. Chiều sâu cũng còn lại có 24,71 thôi, 24,16 tùy từng bên. Đó, chứ không còn được cái diện tích như trước nữa. Và theo thông tin thì cái này cũng vẫn đang là đất rừng sản xuất, 121 m2, 21,5 m2. Đấy, rừng sản xuất. Có lẽ vì vậy nên giá của nó khá là rẻ khi mà mặt tiền đường lớn này. Hai cái, một cái đấy với lại thứ hai nữa là đây là mặt tiền. Trung tâm thể thao thì vẫn nói đấy. Cái này đang quy hoạch treo. Cái đường Hùng Vương này rất là to đẹp này. Cái đường số 3 là cái đường này này, đường Vĩnh Lộc, đường số 3 này. Đường này đây là đang đặt tên là đường Nguyễn Hữu Thọ nha quý vị. Rồi. Cái này bên cạnh cái cửa hàng tạp hóa đó, đây đường Hùng Vương giao với đường Nguyễn Hữu Thọ. Đó, ở đây có tạp hóa Thành Xuân. Quý vị đi thẳng cái đường Hùng Vương vào gặp cái đường Nguyễn Hữu Thọ này, thì tạp hóa Thành Xuân, bên cạnh cái tạp hóa Thành Xuân này thì là chủ bán cái lô đất 4,87 m đó, tức là cái ngang gần 5 m đó. Đó thì người ta xây quây tường như thế này, nhưng mà ở trong này cũng đã phân lô, thấy có cột, có cọc rồi. Đó, phân lô cọc từ đây đến lùi ấy đằng sau kia. Đó, giáp bên nhà mà ấy này. Nếu mà xây dựng đây chắc nếu thế thì chỉ có thể xây dựng tạm nhà cấp 4 giống thế này thôi. Còn chưa xây dựng kiên cố được. Ở trong này vẫn có cái nhà vườn này, có ô tô luôn này. Đó, thì cái lô đất của mình là ngang bề ngoài này được 4,87 m nha. Và sâu vào bên trong là 24 m, hơn 24 m. Đó, 121,5 m2. Và giá bán của chủ đưa ra là 1 tỷ mấy nhỉ? 1 tỷ 150 nha quý vị. 1 tỷ 150 cho cái lô đất mặt tiền rất là đẹp thế này, ngay cái ngã ba này. Sản xuất kinh doanh làm gì đó giống cái tạp hóa này là đẹp này. Đó. Thì sử dụng được cả cái vỉa hè nhá. Vỉa hè cũng rộng nhưng mà ít người sử dụng nên nó còn đang hoang hóa này. Vỉa hè rộng, đường rộng luôn. 1 tỷ 150 thôi. Đó, thì quý vị nào mà quan tâm ấy thì có thể đi xem và kiểm tra quy hoạch. Quy hoạch thì chúng tôi cũng nói rõ rồi, đang quy hoạch rừng sản xuất và theo tương lai là quy hoạch treo cái trung tâm thể thao. Nhưng mà nếu mà không làm bỏ cái quy hoạch treo đấy thì đất có thể tăng gấp khoảng 3-4 lần. Đó, còn lại thì bây giờ giá của nó rất rẻ đó. 1 tỷ 150 cho lô đất 121 m2 này. Thì Bất Động Sản Thiện Nhân cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.